phải thẳng, chân phải nhanh. Đúng rồi, chân mỏi cũng không được la, chật chân cũng không được la, chật chân không được la. Cô hai ơi, sao? Có cần chờ không? Cha cha xin của ta. Mọi người không nên dừng lại, tiếp tục tập luyện mặc kệ tôi. Chúng tôi đâu có quan tâm gì tới cô đâu. Chạy mất. Tránh ra trường. Anh phải tránh ra. Tránh ra. Chơi tôi với, chơi tôi với. Các người lúc đó có nhìn thấy cái người kia chạy qua không? Có chứ, hay thiệt, nhanh lắm. Không phải thường đâu, cô gái chạy xe đạp phát công. Không phải, không phải cô gái đâu. Người mà mặc áo vàng, phía sau còn mang cái vỏ da đen lắm đó. Cô gái ơi, đó quả thượng được rồi, quả thượng châu Phi. Phải đó, không phải là quả thượng châu Phi đâu, mà là siêu nhân châu Phi đó. Trời ơi, người thổi là mình chạy nhanh như vậy. Cuộc thi lần này chúng ta được rất nhiều cơ quan đã ủng hộ và tài trợ cho chúng ta. Chúng ta còn muốn cảm ơn ông Cổ Luyện Lương, một thương gia Hồng Kông, đã ủng hộ chúng ta hết sức. Chúng ta cùng nhau quan tâm. Chào mừng ông Cổ. Chéo cái gì? Sao ba người? À, Cường đâu? Y đang chờ chờ có bắt đó. Chơi với ai? Chơi với cô đó. Sao? Cuộc thi này chúng ta sẽ xuất phát từ Trường Thành của Trung Quốc, qua Hà Bắc, Sơn Tây, Giáp Sơn. Đây là con đường tơ lụa phía Nam, có không ít các dân tộc thiểu số, có những khu rừng thiên nước độc. Chúng ta còn được đơn cục đã cho phép chúng ta đi qua khu quê hương của loài gấu mèo. Ôi, tôi yêu gấu mèo, tôi yêu gấu mèo, cho tôi gấu mèo. Có nhiều người lắm, những người đó nói rằng có gấu mèo là có sự thái bình. Chúng nó yêu sự thái bình thì nơi mà nó ở phải là những nơi thật là thoải mái và bình yên. Các vận động viên đi qua khu vực này, thứ nhất không được nhả đàm, thứ hai không được hút thuốc. Các người có nghĩ ra được cái cách nào để bắt gấu mèo không? Tôi nghĩ ra 10 cái, tôi nghĩ 5 cái, 15 cái, 20. Tôi chỉ cần một cái phương pháp bảo đảm có thể bắt được gấu mèo. Vâng, có lộn cái gì? À, Cường có lộn không hả? Không nói tiếng nào bỏ đi đâu rồi. Tôi tập luyện có 19 lần rồi, có chú ý không vậy? Y đã 3 ngày không có ăn và 4 ngày không có đi nhà vệ sinh rồi. Y kháng nghị không nói tiếng nào biểu hiện cái điều gì hả? Hả? Trời ơi, bao nhiêu dấu tích, tại sao là mình lại không chú ý? Có phải là mình ngắm không rồi? Đây còn ai à? Hay là chơi không nổi thôi? Mình mua vé máy bay đi về đi. Chúng ta phải tiếp tục thi đấu, cái đó chưa? Nhất định phải thắng. Vì cô giáo là con trai thi đấu hả? Đương nhiên là không rồi, chúng ta phải tìm người khác. Tìm đủ người rồi hẳn kêu tôi đến. Làm ơn đi, các người chịu thua sao? Các người có phải là mã gia quân không đó? Sắp tới lượt các người biểu diễn rồi. Biểu diễn với 4 người chứ? Bà thiếu một. Biểu diễn cái gì? Đây nghe lời giới thiệu đặc biệt của Thiếu Lâm. Nước thuốc và băng keo của chúng tôi, súng đạn bắn không thủng, bởi vì áo của chúng tôi phù hợp với trào lưu mới, hợp thời trang. Tiếp bụng lúc nãy thật là hấp dẫn. Chúng ta tiếp tục giới thiệu sản phẩm của mã gia Tinh Tinh Dị Khiết Hộ. Họ đã từng đoạt giải quán quân của các lớp học ban đêm. Chúng ta xin mời Tinh Tinh Biết Quân. Oh,
Tìm ai để thay thế anh Cường đây? Chẳng lẽ mình phải biến tánh thiệt sao? Ôi con chim này dễ thương quá. Cho nó ăn đi. Đúng rồi. Này các bạn làm gì đó? Con chim này không thể chơi như vậy được đâu. Phải để nó lên cây đi. Ông nói gì vậy? Chẳng biết ông nói gì nữa. Thôi được rồi, ông thả lên trên đó đi. Để đâu bây giờ? Ông ơi! Nè ông da đen ơi! Trời ơi, xin lỗi, xin lỗi. Ê, cái chai của tôi, cái chai là cái chai cho tôi đi. Ê, ông ơi, ông da đen ơi. Xin lỗi, nhìn cái tuần cái xe xài chút đi. Ê, trả lại tôi cái chai đi. Tránh ra! Mới dừng xe, dừng xe! Cô muốn bỏ mạng thì cũng đừng hại tôi! Xin lỗi, xin lỗi! Xin lỗi nha! Bà tôi là quý cầu. À quý cầu. Không bao giờ lừa cô đâu. Cô sao để tôi giới thiệu nha. Này à tôi, chứ tôi từng coi qua rồi. Đâu? Trời ơi anh chạy nhanh quá. Cái đầu lắc qua lắc lại. Thành công rồi. Lần này là thành công. Cô này à, bảo đảm là không có bị trúng độc đâu. Cô ấy vô mừng nó đã bị xỉu rồi kìa. Lần này chúng tôi quyên góp tiền cho rất nhiều cơ quan từ thiện. Chúng tôi mong quý vị giúp. Thì quý vị cho tôi bao nhiêu tiền? Nếu thấy tiền thì không có. Không có tiền thì không có nghĩa gì đâu. Thôi đi, không có tiền tôi chẳng làm đâu. Bực mình. Nhưng mà nếu thắng rồi hả, được tiền thưởng 1 triệu đô la đó. Nè nè, cho con cơ hội nó làm lần. Nếu như mà được thắng nhất thì tôi tiền thưởng là 1 triệu. Trời ơi, không có đủ xài 2 tháng. Nhưng mà thôi được, tạm tạm cũng được. Tiền thưởng tôi có thể đưa hết cho anh. Thôi đi, tôi là người đâu phải cái gì tiền bạc đâu. Cái gì? Vẫn cứ lại thấy A Cường. Kim Huy nó này thấy A Cường hả? Kỳ lạ lắm sao? Không phải ý, mà là người này. Cô mới xài lâu, để nào, các cậu, xin chào. Qua đây, biết không mà. Qua đây, Kim Huy. Cô ai? Mày mà, em mới cáo chùa. Vẫn còn dễ dàng để cho tùy dẫu. Trời ơi, Kim cái người hoang dã đến hay sao? Mở miệng ra. Các người là những hay dữ. Các người là những hay dữ. Các người là những hay dữ. Khác lắm nha. Chúng tôi là hai thế giới. Mà dâu hay dẫn. Thì em hay sao chứ không là có người. Nhưng mà khác biệt, khác chỗ nào? Màu da, hơn gì nữa? Sách tạo công phu. Không biết chỗ công. Còn nữa? Chúng nào đấy? Nước da. Không biết chỗ công. Thầy dưỡng thức khác. Nước da không giống. Khắp mẹ thôi như vậy à? Kinh quá đi. Nói rằng người bất lực đó. Người thổi còn chuẩn bị si đà đó. Vô đề tôi không thích.
我知咩掌舞，咦，我掌舞好惊啊！啊，是但，佢见到咪受招。救星啊！肥佬，你讲嘢啊？你嚟都动得佢，都嚟讲嘢，你做几多日人啦？我仲飙你一齐上去，七支火柴放咗落去，杀伤有捻招。哇！知上嚟冚，跟住支动手。丽丽，伤心淋咗三年，又一支火柴你仲仲啊？冧佢得香八足冧咗，我谂啦，嗰啲细你都睇唔起人啊！夹佢咁样，佢点佢同佢打？多过晒你哋。哦，点会啊？肯定夹佢，冚住落嚟啊！疼啦，咁样。如果今次唔赢，对唔住你三个老豆噶啦，衰仔。听听个女都话冚住，我夹佢啦。快啲，快啲，快啲，快啲，快啲！要测试嗰个黑炭嘅体能合格，局听定啲个脑都跟得咁难。快啲！佢未玩过依副嘢，摆明黑佢啫。呢个最正嘅你，左仗啦，冇问题。诶，几条几支嘛，冇问题。你咪撞大话。睇咁多，老豆我哋立某阵盖呀，盖你呀，佢立应招嚟做。人噶，举住呢呀，冇，得意偷得人啦，好啲，好容易嘅啫，得人啦。喂，你唔好死定喎，你真系冚出嚟啊，冚出嚟啊，记住，唔紧张，好轻啫嘛，张嘢啫嘛，冇系吧？成嘅，真系啊！阿叔，你做乜噶？你一笑咁犀利，对男人都被疼。喂，你做咩啊，力叔啊？沙林，呢边吓，同你讲几多次啊？嚟，对男朋友来在，特别难听，你猛欺负佢哒。我叫马麦基，但佢对男朋友，我系佢大佬。到嚟你夹个稿，好啦，唔好再玩。开定海员啦，讲翻正经事啦。我哋而家签正经整理，必须达基合同呀。肥佬过嚟，阿麦过嚟，过嚟。哇！你三日唔执，见到成堆计翼散文字，哎呀，仲食白雪芥，仲食火产咧。时间硬搵食 wit 吓，有咩咁唔开心？我真系受住叶梦影。我对你好，唔搵嘢，你呃人出孤寡，唔系参加比赛啦。老头，慈善嘅，我点会呃人嘅？我哋真系要跑赢先有奖金噶。主要系死啊，俾仔点乜佢都跌土。呢次我唔，你唔好反对吓。我埋你啫。我哋流浪咗咁耐，大家都好善良噶。贏到獎金咧，我就可以反南匪咯。但係，聽到在朱德芬姐而走飛，有乜嚟改？你睇清楚啦。睇住，你老婆喺南匪等緊你翻去，佢好掛住力數，希望你翻嚟之後扶天輪，大家歡迎你生子生仔，日日揾你睇過埋下半世，係咪好過癮先？一夜咁樣得冚，對有乜嚟在？個睇兒到到。你冇啲相像，冚個豬等等，食屎我飯，硬瞓屋，幾咁啲比賽啦！我掛住我老婆，睇到都瞓日氣到，對一排都諗，夜都食飯餓屎嘅話，夜得啦，硬腳，我食飯餓屎，我餓屎好慘嘅話，都啲舊後諗到。点就合？甲运动员先迈轮进行集合。你嗱啲假 K K， 果大进行 B B Q， 总队长进行直接ở trên trường thành trận thi đấu marathon。từ trên cao nhìn xuống chúng tôi nhìn thấy vận động viên của các nước đang xếp hàng ở trên trường thành。cuộc thi này rất là kỳ lạ, không phải đội nào dễ nhanh nhất là thắng cuộc.Mà người ta nghiên cứu đến tính kết hợp và tính chuẩn xác, và phải có tinh thần đồng đội cao. Bốn thành viên trong đội cùng về đích sớm nhất mới là thắng. Chẳng người bất kể ở trái nhà, nghe bùng một cái là chạy. Ôi, không phải bây giờ, nghe tiếng súng bằng một cái là chạy. Những cuối đội chạy, không cần. Ai mà đẩy thì mình cứ đẩy, bằng là chạy. Quý vị, cuộc thi phi Việt Trường Thành bắt đầu rồi, xin mọi người chuẩn bị. Ôi trời trời, sao đến trước mùa sao là sao thắng được? Đi lên phía trước đi. Khó quá, lên phía trước trước đi. Ê, lên đi. Đừng để tụi nó đẩy mà.系咪正走人？你都佢追你，你乜仲？喂，点解仲唔开枪啊？收埋住吧。我点知？但系攞住到边度？扯住我度，咁我都知得嘅。睇到。
睇得裏邊嗰對鬥風，我睇得裏邊嗰對鬥風。攰咗，唔好再淋住尿仔啲啊！出嚟出嚟！从混乱之后，比赛总算开始咗啦。解挂目标朗诵，国旗干嘢就不够。在高美在中国，在中国在日本，但còn nhiều đội khác nữa。Chúng tôi tạm dừng cuộc báo cáo của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin cho quý vị ở ngay trận đầu tiên. Bên kia, bên. Lên, lên.Bên kia lão xe à, tôi đã chuẩn bị phương pháp đặc biệt, tôi đã chuẩn bị phương pháp đặc biệt để mà bắt gấu mèo rồi. Nói nghe coi, phương pháp thứ nhất đó là không bao giờ sơ suất, đó là tóm trọn hết, không sót một tên nào. Bao nhiêu cái lỗ thủng còn nói là không có bỏ sót hả? Ông chủ ơi, tôi còn có cách hàng. Đây chính là pháo gây tê mà tôi đã đặc biệt thiết kế cho ông. Có cần đại pháo to thế không? Cần chứ. Một con gấu mèo ít ra cũng nặng cả 2 tấn. Dữ vậy không? Số không. Đầu ở tòa nhà hải vận của Nhật Bản, chi châu viên, chúc tinh viên, còn nào cũng phải hơn 20 tấn.Cái lộn công ty chính với 8 hả? Tổng cộng phải bắt được 17 con, mấy chục con, mấy trăm con kìa. Cộng lại hả? Được có mấy trăm tấn. Đừng nói gì nữa. Bắn pháo. Chúng ta bắt con mèo, không phải giết bố mèo biết chưa? Hồ lý có xài lò. Hồ lý có xài lò. Hồ lý gọi sói. Over, over. Không có over. Cái này không phải là đại ca đại đâu. Sao rồi? Sắp rồi. Thiên phá.Sắp tới rồi này hả? Sắp chết rồi, hết hơi rồi. Hết hơi, sao hết hơi vậy? Nè, uống hoa kỳ sâm. Sau đó cúi đầu xuống, để máu nó xông lên đầu. Nè nè, coi bà. Nè, Ngọc có chuyện muốn nói. Khẩn trương quá à? Không biết nói gì bây giờ. Có thể chọn bài hát không vậy? Alo, có lộn không nói gì vậy? Nhớ chạy nhanh lên chút nha. Bộ sao xem kìa?我想我已经爱上了他。唔系啊嘛，识完一个女仔爱上你，乜鬼咁冇对我要狗啊？chưa đủ à? Trời, tôi quen người ta đã hai mấy năm rồi, sao không thấy cậu yêu tôi đi? Hay quá nè, tôi thử xem nào. Các người có muốn thử không? Vậy, bạn làm cái gì à? Các người làm gì đó? Shut up à, có học vẫn có lợi chút số. Mình đi thấy thì học đi. Vậy, cái gì à?cái gì đây? Brandy Pro V 1 à? Brandy Pro V 2 trong 1. Trời ơi, hay quá ha, mọi nước thiên nhiên. Tôi cũng có đây nè, lấy dao đây. Mau lên, mau lên. Có đây, có đây. Giữ chặt nha. Hay quá. Có tiền, có tiền. Phải đó, nước nóng rồi đó nha. Trời sao thế này? Trời chết rồi. Đừng mà, có nước không, có nước không? Đừng lắc, đừng lắc. Không có lắc được cái cây này đâu. Trời ơi, thì đó không phải là Brandy Pro V mà là keo đó. Cái mòn ngâm quấy lòng mòn cái gì nè. Nhìn lòng quá rồi không thấy gì. Không biết nhìn gì. Chẳng hiểu nổi. Tôi nghĩ người thổ này chưa từng soi gương cho nên bây giờ đến đây soi đó. Xài hết rồi. Cái gì nữa đó? Cái này là mày gần, nó thay mà đi thang. Nè, sát lại đây tôi nói cho nghe. Đi chết bắt được con cá. Chà, con mũi ăn rồi. Hay quá, hay quá. Đi mắm.
啊，喂，你有啲非洲神同我搞下搞，唔知搞就佢咁样咁大粒就我见到你，睇下个样啊，真人定成顶人咁啊！佢做咩我哋做咩冇坏噶啦？你执好咁乜嘢晒都？龙叫啊，狗叫啫，你想笑嘛？左左而记应，左都嗯，使唔使惊成咁啊？你两个唔使惊，好久唔到路过嚟啊！左走咁我拣量呀，狐狸头。其实咁嘅嘢，点解佢哋有？救命啊！救命啊！点解佢哋有？唔使惊，每人一碌地石啊，唔可以用地。点解佢哋？你做咩啊？祈祷啊！你做咩啊？救远啲！早唞，佢拉下，我硬我快咗买啦，唔使啦，我硬。跟住佢咧，每次都绝绝唔生，我中意。梁丽嗰个照喺度，你啲曾近荣咁头，睇住我大襟，瞓喺度嗰阵，又唔讲嘢咁閪女，成个朱古力冇屎咁。苗小英问坏咁叻，因为实际我哋再跟佢多。梁女话：，搵我搵啲嘢，特别搏住你。梁丽嗰个何烈在，睇嚟得咁在。呢个系个谜。叶问嗰份背金，就讲到个人偷偷。使乜你个犯犯规啫？手电话犯规啫，即讲嘢女。mình chỉ sợ rằng tới điểm cuối cùng phải chờ các đội khác suốt 3 năm trời mới tới nơi đó. À, huynh đệ. Anh bạn. Mẹ má là Lục Tiểu Phụng à? Mẹ con có phải là Lục Tiểu Phụng không? Không, mẹ con phải là anh em của tôi. Bởi vì mẹ của tôi là Lục Tiểu Phụng. Xin lỗi. À. Xin lỗi. Xin lỗi. Trung ương? Anh có phải là do Trung ương phái tới không? Không. Nhất định là tỉnh ủy. Vậy chắc chắn là tỉnh ủy. Huyện ủy. Không. Hay là? Không phải. Ủy ban phường. Không phải. Tôi là đã đi. Ông không là cái thứ gì mà dám đến đây mở cửa hàng bán đồ. Có biết chỗ này của tôi không? Diệp Cang, vâng. Đừng muốn đến mì bai hậu cao này đâu. Tới từ trường hỏi thầm, mày dám đến đây mở cửa hàng? Mày chết. Kinh qua cho 10 ngày cái 赛事, các đội bóng đá ngày thi đấu, hôm nay sẽ ở cái trung thủ trận này nghỉ ngơi một ngày. Sẽ đến trận trận thứ nhất để nghỉ hai ngày. Để cố gắng nghỉ. Thế họ sẽ dùng hai ngày này để nghỉ ngơi như thế nào, bố trí như thế nào để mà có lại sức lực tiếp tục giành lấy thắng lợi. Là sùng sướng tự nhiên cái điểm phạt, bao hy vọng. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Khẩu hiệu như vậy. Anh em muốn mình có khẩu hiệu để mà vận động họ. Phải đó. Thức uống, là quần áo, tất cả mọi thứ. Còn phải có hình ảnh nữa đó. Và còn có cả đồ chơi nữa. Sao? Tiệm tạp hóa. Không phải đâu, như chắc kỹ đi. ABC, MTV, TVB, ABC, BBC, MTV. Nếu như nó xuống về đây đầu tiên, có phải là cái chuyện đó là một cuộc bùng nổ lớn không? Không có chi tiền thôi. Bởi vì tôi có thể mua được nhiều thứ. Nhưng mà tôi không thể mua được tinh thần thể dục thể thao. Mua được những thứ đắt hơn cái đó kìa. Nói chung là trên đời này không có loại người giống như anh đâu. Đừng nói như vậy. Loại phụ nữ như cô mới là không đáng. Cái gì chấm nói lại một lần coi. Sao thế? Cô ngắn nói lại coi. Yêu vận động viên lại gần mà. Cái này này có vận động viên đang chạy tới rồi kìa. Cái này cái sĩ là cắm sợi tàu à? Chết rồi, có phải là họ chết rồi? Trung đông đội lại. Chờ đội Trung Đông. Tổ chức tôi dẫn đầu phải đó, đại học công dẫn đầu. Đại học công, xin mời qua đây. Thắng rồi Ngọc, hay quá. Có phải thời gian sao có hay lắm. Xích chưa có kỷ luật rồi. Phải đó, kỷ luật phạm tội. Còn biết xấu hổ đi qua đây. Thắng rồi. Làm gì vậy? Sao vậy con ai làm gì khóc đi vậy? Được cái đâu, có các bạn mắt không à? Ngô à? Còn đi gì chuyện? Sao sao quay đây, chứ bắt tay đi. Đừng qua được không? Các mà bạn mắt dễ vô khí quản. Chứ chị thì dễ bị bệnh thực kinh lắm đó biết chưa? Ờ. Lời anh hàm phụ nữ khóc mà. Thì lúc nào cũng nói là các bạn vô mắt đó mà. Vậy mà cô không hiểu làm sao đeo đuổi được con gái chứ. Chắc là cô hai khẩn trương quá này như vậy đó. Phải đó. Vì nếu mà thua thế nào cũng bị đập vỡ đầu. Đương nhiên rồi. Làm ơn dạy tôi đi. Còn không mau đi về tắm ăn cơm. Câu này là sao hả? Tắm ăn cơm, đồ ngốc. Kiều nói thì nói, sao miệng câm như hết vậy? Người ta ăn no đi hết trơn rồi. Chị Hình, để dịch xin. Sư Quân ăn trước đi. Tôi đi đâu vậy? Tôi vừa xin đấy. Tiểu sư đệ, chúng ta để cho hai chị tiểu sư đệ ăn trước đi. Thế tôi không khách sáo nha. Sư đệ, sư đệ, thái mũ lễ mạo rồi. Các người thật là vô phép quá. Sư huynh, cho họ ăn đi. Sư huynh, chúng tôi đói bụng quá đi. Sư
你估净系你哋肚饿啊？今日对待至关重要都冇手，对公多嘢。几位大师，吉尔地苏，嗰几位少林武僧，琴日吉尔跳冧咗一凳，阿尊父语都咁样，嚟讲响都要面度好嘢嘢，不服不服。喂，累到我哋冇父语醒，得佢，系打咁多好啊，剃头，搞头。哎呀，鬼啊，走啦。妈，发生咩事？让我先，写啲注意费。咩事？注意听，得唔得噶？家之宝有开，家之宝有开，我不配。老细，全部都搞掂晒。做什么罪？一日未捉到宝贝熊猫翻香港，一日都未搞掂，系朝日会受。快快快，做乜嘢？讲到人字了，快太饱。带翻嗰四条咸鱼翻中东，快忙到第几日中东？翻中东，冇挨咁耐都可以中东地度嗰嘢嚟噶，哥哥。太饱。你睇饱，就要堆中东啊！咁啊，啲嘢你入堆，不都识？老细，我安排好唔好啊？到到识不都够吓？睇到。老细老细，识做识做。做做，心啦心啦。我识唔识做啊？对男仔嚟讲都咁易。我都识做嘅。对咁啲男仔。嗱，我哋要改路牌。chúng ta phải sửa mấy cái bảng đặt đường để cho mọi người không có được đi đến cái khu có gấu mèo, tức là chỉ có chúng ta đi thôi, có hiểu chưa? Nếu như có người đến đó thì sao? Bạn biết ai ở đó? Ai đến đó? Để cho họ trở về chỗ cũ. Tất thắng tất thắng. Stand by. Sẵn sàng. Có bảo trọng nha. Nhớ mà nghe chưa biết không? Được cái lỗ biết không? Phải đó. Về mỗi đứa sẽ được ba cô. Nói gì vậy? Chúc đại chứ. Bye bye. Trời nơi này đẹp quá. Dường như ở đây là khu bảo tồn phải không? Bảo tồn cái gì? Cho giữ mạng người thì đúng hơn. Cẩn thận đó. Ủa? Bên kia là gì vậy? Quan tài treo đó. Quan tài treo là sao? Các tiểu dân tộc người ta thường hay treo các quan tài ở trên vách núi đó. Đã có hàng ngàn năm rồi. Ai treo lên đó chị? Đây là câu đố, ngày mai tôi mới trả lời. Vì thanh minh sao người ta đi xuống núi vậy? Cái này cũng là câu đố, ngày mai mới nói. Chừng đó mình có xác không? Đây cũng là câu đố hỏi chi nhiều quá chị. Đi đi. Được rồi, ngày hôm nay tôi phải mở ra được câu đố này. Làm gì đó? Hả? Đúng là nó thiệt là. Thôi thôi thôi, qua đường qua. Muốn chết hay sao? Muốn trèo cổ cũng không còn ở treo đây mà. Đừng có xuống đó chết người đó. Đừng qua đừng có chết mà. Này! Cẩn thận! Lít chục! Kéo lên đi nhanh lên. Lý Sô đi xuống rồi. Lý Sô té xuống dưới rồi. Đó. Chết rồi. Mà kéo đi lên đi. Hả? Tiêu. Lý Sô. Lý Sô. Lý Sô. Hay ông bố ông biết cái lỗi là lỗi tại tôi. Đó hai câu. Lỗi tại tôi. Tôi là ông bố. Tại tôi. Tôi làm tôi mẹ bố cả. May còn chưa chết.
苏，对唔住。李苏，先落。跌落去嘅唔应该系你。应该系我。要睇书，我不能够，不能对。吓，我哋仲好少啲嘢未做噶嘛。张大哥嗰次要接飞男，你可唔可以引引李苏？特别有，你有冇按腾入富贵？李苏咯。林仪，你点李苏？嗯。啊！李苏，李苏。今年真系对唔住李苏。靓女，你个女应该都系李苏。你揾得啊？你点李苏？净系讲啦，名揾啦。唔系我，想你点？佢想你咯。你靓女在。咁仲要讲啦啲衫，跌到底添啦，变咗咁劲，跌底台就俾癫咗衫，我哋受谂啦，能会慢啲一粒。估你知道历史跌落原来死咗咧，咁边你数跌出你咪跌咗台，真真一步粒都快得佢林生。咁我哋要另一正嘢，而家林生你咪够啊，阴狠到啦，能会台，只要着近板皮啊，地板特能够到，摆住，推啲，你掂啲数招。Chúng ta phải tập kế chạy là thượng sách. Quạt tôi xóa nó. Ui, tảng xương rồi. Cháu à, cháu à, cháu à. Đi, 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 đi. Đừng có lại đây nha. Đi đi đi. Đi đi đi. Ta gầy lắm. Chẳng có gì ngon đâu. Chả biết chỗ công hả? Lại cũng không phải. Nhảy hả? Thích thiệt hả? Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Thích thiệt, thích thiệt. Chạy quá, biết lòng mèo nữa hả, hay thiệt. Ê, đừng kéo, đừng kéo mà. Đừng mà, đừng mà, đừng kéo mạnh quá mà. Đừng, 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 đừng. Nhiên Nhiên, đi tụi mấy bỏ chờ mày à? Sao ngươi cột người ta lại gì? Tôi là tham gia marathon bi chơi. Tôi tham gia kỳ marathon. Đi đi rồi tự nhiên tôi gặp cái sân nhai và bị té xuống. Không biết tại sao cục đá đã đụng tôi té xuống như này. May là có mấy cái sợi dây thừng này. Còn chúng tôi không chết. Tôi không biết tại sao tôi lại gặp cô nữa. Sơn à, cẩn thận nhé. Cô chị thì là Vy là, đó là Vy, là con của anh. Vy Vy, cô ấy bà trang trang, cái này còn là cha cô ấy là Trang Trang, còn bên kia là Linh Linh, sắp 2 tuổi rồi. Gia đình chúng tôi gồm 5 người. Nhà cô thì nuôi gấu mèo, nhà của tôi là anh nuôi gấu à, cọp. Rồi cá sấu, đếm không hết đâu. Nè, đây là nhà tôi. Đây là nhà tôi. Đẹp quá hả? Trang Trang à, nhà hàng này Trang Trang à, có khách tới rồi, con chào hỏi. Xin chào nhé bạn. Nữ sở, ngồi đi. Yên quay. Anh ngoan, ngồi đi. Điểm à, có mổ sỉ mà. Sao đâu có sao không vậy? Không sao, may là không có tôi thịt vậy. Quy quy à, ơi hư quá, xin lỗi nha. Cẩn thận đi à. Cẩn thận đó. Chào quá. Tôi là Yên Yên này quay. Chỉ có anh là ngoan nhất. Nghe thấy à? Đâu tôi xem nào. Bệnh thương của anh cũng không nặng lắm, nhưng mà chảy quá nhiều máu. Hay là chị đi, tối nay cứ nghỉ đây một đêm. Sáng ngày mai tôi sẽ đưa anh đi tìm các đội của anh. Cô tốt quá. Hôm nào cô đến Châu Phi à, tôi mời cô ăn chiếc chiếc ngon lắm đó. Tôi không hiểu nổi. Có lộn không vậy? Sao rồi? Có tin tức gì không?
Họ nói rằng yên tâm đi. Yên tâm đi. Quốc thiên này có đội bảo an. Quốc an của chúng tôi cũng có cả trong khu vực chúng tôi quản lý. Đừng nói là mấy trăm vận động viên. Cho dù bắt cóc buôn lậu, giết người phóng hỏa, thậm chí là trong mafia thì cũng nằm trong bàn tay của họ. Nếu người sống không tìm thấy được thì chết cũng mới tìm được cái xác. Vậy làm sao? Tìm người đi lũng xương. Vậy làm sao đi tìm họ đây? Họ nói đã đưa những cái đội chó săn tình oai phong nhất ở trong nước này đi tìm rồi. Trời trời, đội chó này hả? Phải đó. Họ nói đây là đội Liên Hiệp Quốc được coi thường. Thôi đừng trong cái đó, chúng ta tự tìm đi. Ở đây chúng tôi ăn những thứ này thôi, có biết anh có quen không? Tôi thích ăn những thứ này. Này ăn cơm đi, ngoan nhé. Mau ngoan đi. Quay, không có được vô phép. Đâu có khách mà sao đi giật vậy? Người muốn ăn nói cho ta nghe, không cần phải giành đâu, làm giúp mình à. Quay quay, người hương như thế chưa đủ hay sao? Mong ngồi xuống đàng hoàng chưa? Quay quay, quay quay, quay quay, quay quay. Xin lỗi nha, xin đừng trách nó. Tôi là xấu chân cao đi bạc dìm sinh, đang ngồi bao đi. Tôi à, giỏi nhất là dạy mấy đứa hư để tôi dạy dìm cho. Là giờ đã hiện rồi. Thôi thôi, có đồ ăn rồi đây này. Ăn đi ăn đi. Quay quay đi, tôi có ăn nha. Muốn ăn thì nói cho tôi nghe. Tôi sẽ cho người ăn mà, phải không? Quan trọng nhất là phải ngoan biết chưa. Không ngờ hai người họ lại hợp nhau quá hả? Anh ngủ đi. Ăn no rồi đi ngủ, không được Hương nữa biết chưa? Ngủ đi. Sao ồn ào thế nhỉ? Ôi quỳ đang ở đây ăn sáng hả? Sao không nói cho tôi biết gì? Các người có kim tử không? Trời đừng có lo chơi nữa mà, trả lời tôi đi chứ. Cô nói là hôm nay giúp tôi tìm các bạn của tôi mà. Cái trang hiếp tôi hả? Đỡ rồi. Xin lỗi nha, tôi không ngờ cái bản tiếp chậm như thế. Thôi đủ rồi, đừng có chơi nữa mà. Các người hả? Phá cái chỗ ở của Kim Chi như vậy là không có tốt đâu. Tôi giấu hết cái chỗ này mới được. Phá lung tung bắt tôi phải dọn dẹp thiệt là chẳng có làm sao cả. Đáng nữa Kim Chi về tới nơi là các người chết. Trời ơi, hãy tôi hả? Lại còn cười nữa à? Phải chọn một bài hát mới được. Xin lỗi nha, tôi nhầm lẫn thôi. Tôi không đánh bạn đâu, tôi chỉ muốn cho họ một bài học thôi. Trời trời, nói mãi không nghe tôi không? Nghịch quá, ta không sợ đâu. Chết rồi, làm lộn xộn quá rồi. Không được, phải nhập banh lại mới được. Thôi nói được cái chùa đó mà. Tôi mà các người làm gì vậy? Trời ơi, làm cái mặt mày của tôi dính thế này rồi. Đừng có làm bộ nữa. Quét sạch sẽ nhà cửa biết chưa? Xin lỗi nha. Đi chứ tôi không phải là tại tôi đâu. Hay là để tôi đưa anh đi tìm các bạn của anh, để anh tiếp tục tham gia thi đấu marathon được không? Coi đó kìa. Ngồi đi tao kìa.
tôi cũng được vậy. Hay quá ta. Trời, đừng có đạp xe của tôi mà. Cẩn thận đó. Lịch số Lịch số à? Lịch số kìa. Ở đâu? Có đúng không? Bên đó đó. Tôi thấy đâu. Sương mù chiếu rồi. Thôi đại ca đừng có đùa tôi. Trời ơi, cái lỗ không vậy? Đừng còn thiệt mà. Tôi nhìn thấy thiệt là Lịch số đó. Biết quản cảnh này thế nào không? Tôi nhìn thấy Lịch số thiệt mà. Có muốn đánh nhau không hả? Chứ còn gì nữa. Lịch Sô, xin lỗi nha Lịch Sô. Cứ hại bạn như vậy Lịch Sô. Xin lỗi nha. Lẽ ra tôi không có nên đi giải câu đố này. Tôi biết tôi có lỗi rồi. Tôi sẽ đưa anh về châu Phi để chôn cất anh. Chuyện gì vậy? Sắc khô. Ừ, nặng quá vậy. Sắc khô mà. Ê, chơi. Quỷ bắt giò. Niệm kinh đi. Niệm kinh gì? Tôi đâu có biết đâu. Đừng nắm chân tôi. Gấu mèo. Đừng sợ. Lịch sư. Ta lâu không gặp rồi. Đánh tôi đi. Trời sớm bạn quá chị. Lịch sư. Ôi may quá. Thì ra là bạn đó hả? Gặp lại bạn thì tôi tốt quá đi. Anh không khỏe hả? Tên tôi là Kim Tử. Sắp hỏi dần à? Xin lỗi nha. Ôi, tôi yêu nàng rồi. Trời, không biết biến đâu rồi. Cũng tại cô không à. Chẳng gì cũng phải để một người ở lại đâu chờ tin tức chứ. Vậy làm sao bây giờ đây? Tìm đi, đường lớn mà. Được rồi, dừng đi. Làm gì vậy? Xuống xe đi, nhiều nữa xuống xe đi. Đi đâu? Đi đường nhỏ. Không biết làm trò gì nữa. Đường lớn không đi, đi đường nhỏ. Ngọc quá, không dùng đồ ốc sao được. Đi đường nhỏ, đường nhỏ sẽ nhanh hơn nhiều. Này, anh Mập à, đường nhỏ đi bằng chân, đường xe lớn thì đi bằng xe. Đừng đi thế nào? À đúng là ngồi xe hay hơn. Ê, này. Anh Mập à, xe đằng kia kìa, chẳng nó đi. Ê, dừng lại. Đi lấy mất hết đồ của mình rồi. Phải. Lương thực mất, xe cũng mất. Bị dành vui chưa? Thư giãn chút, khỏi mang. Tôi bị dành giọng có súng. À, đúng rồi, đi săn không tốt. Không phải đâu à, bắn chết anh cho rồi đó. Cô chỉ tới đi thẳng đường này. Cứ đi thẳng hoài. Ra khỏi cánh rừng lớn hơn kia thì sẽ nhìn thấy con đường thi marathon. Cảm ơn nhé, tạm biệt. Bye. Chờ tôi nhé, tôi sẽ quay lại tìm cô đó. Đi. Ở dưới đường còn nhiều người đẹp lắm đó. Không có đâu. Bye. Sao mà lại vậy? Bạn đi rồi, buồn quá hả? Không bao lâu nữa họ sẽ đến thăm mình mà. Trời ơi, đi đắp lắc lại, dễ thương ghê chưa? Đừng ôm nữa. Mình cũng đâu có định xa họ đâu. Ôi cưng ơi, gấu mèo cưng của ta. Anh sao vậy anh? Đi. Các người sẽ bắt gấu mèo của tôi vậy? Tại tôi chăng? Chuyện gì đó? Có người là cứu mạng đâu? Là cô Kim Tử đó. Kim Tử hả? Thả chị xuống đây nhanh lên. Thả tôi cho. Mà đi được cột lên cho tôi chứ. À đúng rồi.
tay sắp đi kìa, giữ chặt đi. Mở lên, mở lên.喂喂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 喂
快啲帮我解开佢啦！你快啲啦！冇解，点啊？搵唔搵到啊？有解！捉住佢！点解？小心啲啊！小腾呢呀？Một tờ còn nữa nè, nhớ một tờ. Chết đi nè. Cậu dâu, xây không xây bọn thò? Anh bạn có cần giúp không? Cái gì? Người cũng giúp được sao? Đem cái tiền mà tật luôn. À, người nhặt ta lên, ném qua được rồi. Nhưng mà ta ném qua, người không sợ đau hả? Không sợ. Vậy tôi không có xấu rồi nha. Bò con. Chết chưa? Sao tự nhiên nắm mông tôi vậy? Giúp tôi. Tránh ra đây cản trở tôi. Không phải đâu, bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông mà. Anh này không biết võ công. Tình tôi đi mà. Được chưa, tôi đã nói là được rồi. Đi mau. Được cái gì? Đánh chết cũng không đi. Đi mau. Trời, chết rồi. Ám khí, điên rồi, kinh quá vậy, dàn xảo thiệt, xài ám khí. Dùng ám khí cũng không ngăn cản được tôi đâu.
còn đuổi theo nữa. Đạp chết các người, đi về nhà ngủ đi chưa? Tôi ăn cơm rồi. Tình và đen này cản trở ta. Được rồi, ta cho người biết tài nghệ của ta. Còn nữa, Truyền Phong cướp đây. Tại sao các người không giữ chặt nó? Buông tay. Đây là Lý Xô mà. Ôi là Lý Xô. Xô Xô dậy đi, dậy đi. Kiều mãi không có lên tiếng vậy. Dậy đi, dậy mau. Chẳng lẽ chết rồi hả? Trời ơi, nhìn cái mặt con cứ biết nó đoạn mạng rồi. Ta đánh người, đánh người cái đầu tiểu nhân. Ai, ai đấy? Ôi mà ta coi là ma đâu, ta là Chita đây mà. Qua đây, qua đây đi. Cứ quên ta rồi hả? Trước đây ở châu Phi tôi đã từng gặp anh ở Thái Sơn. À, thì ra là như vậy. Tôi là người chết rồi. Nói vậy, người chết là Thái Sơn, không phải là tôi đâu. Ông nhận làm tin rồi. Lâu quá không gặp, khỏe không? Tôi đi lạc đó, tham gia cuộc vận động. Bây giờ lạc hết các bạn rồi, có biết sắp chết thế nào? Trời ơi, xui xẻo thế. Không chừng bị sư bắn phải không? Không phải đâu, thì marathon. Thiên hạ thái bình đó, hơi đâu mà phải với chuyện này. Nãy nãy giờ khát nước quá, có nước uống không? Muốn uống nước là dễ thôi. Để tôi đi lấy. Bây giờ làm đại ca quá ha, oai phong thiệt. Cũng là nhà anh em nể mặt thôi. Bây giờ đã biến thành con trọng rồi. Trước đây mọi người gọi ngươi là con sầu. Ở đây có Sơn, có Thủy, lại còn có đệ tử để sai vặt nữa. Cảm ơn anh bạn nha. Tên gì vậy? Nói thiệt nha, sao mà anh lại thất lạc với các bạn của mình chi? Cuộc chuyện này dài lắm. Dùng cây che hết cái xe này, đừng ở đây cho người ta nhìn thấy hấu mèo. Ông chủ xong hết rồi. Thế thì chẳng ra thể thống gì với báo cảnh sát bắt y. Đúng là nơi nào có luật lệ đó. Nhưng mà bây giờ chỉ có người giàu mới thắng thôi. Bây giờ cái áo tôi cũng không có. Tôi và đi kia họ không ai nhìn tôi đâu. Chúng ta là đồng hương, thế nào tôi cũng giúp ông. Ê, đi đâu? Giúp bằng cách nào? Các bạn của tôi xem đây. Chả còn của họ kinh lắm đó. Họ dữ quá. Những nền này không đấu lại đâu. Thế thì phải tìm người khác. Nếu mà nó dữ hả? Thì bọn này dữ đó. Được không? Tụi nó có súng. Có súng xong lên tiếng trước. Trời. Có súng thì chọn cáo đen. Cáo đen được không? Cái đen dường như cũng được. Tìm cái loại nào mà chạy chạy có thể chịu được súng. Ta, tôi có cách rồi. Vội đi, có thể chịu đựng được súng máy. À, được, được, được. Nhưng mà con voi thì dường như nó hiền quá. Không biết giữ. Giữ hả? Giữ thì tìm con trùng lớn.
Trùng có giúp được sao? Trùng tức là hổ đó. Ai à, chuyện này lỗ phú à. Thì cho là hổ à. Được, được, tốt lắm đó. Thôi được rồi, để tôi cứ tôi giúp anh thì không cần phải lo. Được rồi, thật phiền quá. Không sao, chúng ta là bạn. Tôi không có tiền, chúng ta là bạn thân mà. Giữ chặt, giữ chặt. Ôi cá hổ chạy mau. Có cả voi nữa, chết rồi. Không phải lo tình tôi đâu, đừng bắt tôi đâu. Tôi nhớ ra rồi, đừng 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 mau. Tôi cứ chui lên mà. Giỏi lắm. Thế giới có người xúc phạm tôi. Cắn người không chết, ném cho người chết. Trùng giả sĩ. Cố lên, cố lên. Đừng lắc, đừng lắc mà. Đừng lắc mà. Lần này có bản lĩnh thì lên đây đi. Không có đây à? Không lên được hả? Lại đó. Sao lại lên đây, lên đây đi. Lên đây đi mà. Tại nó ngu rồi mà. Ngu thiệt mà. Có bản lĩnh thì lên đây. Này đừng có tông, đừng có tông nữa. Còn tông nữa hả? Dừng lại đi, dừng lại đi. Đừng, 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 không sao, không sao, còn chịu được. Không sao, ôi. Không sao, không sao. Chết rồi. Này, mau lại đây. Ôi, tôi không nhìn thấy gì cả, đừng có tạt cát qua đây mà. Đừng mà, đừng mà. Dừng đi, dừng đi. Đừng mà. Ôi à, tai họa truyền sinh luôn. Chúng làm gì à? Phải lên xuống xe chạy ra. Làm gì? Mà lên xe chạy thôi. Ủa, 原来呢度仲有三条友，力叔你行开，等我来。
Đài Sơn, Hoàng Phi Hùng. Ba người cùng lên đi, không còn phải suy nghĩ đâu, lên một lượt đi, lên. Vô ảnh cướp nè. Vô ảnh cướp, vô ảnh cướp, vô ảnh thủ. Đừng đánh nữa. Đừng đánh mà. Đừng đánh. Tao bảo đừng đánh rồi không nghe. Tôi sợ nhất là bị người ta đánh đó. Đứng lại. Chị ta, đừng đánh nữa. Thôi, đừng đánh nữa. Cảm ơn nha Ngoan. Rồi. Cảm ơn người nha, người cực quá rồi, ta đi trước đây. Cảm ơn mạnh nha. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại nha. Chị ta, xong rồi. Cảm ơn các anh em của cậu, đúng là tốt quá, cảm kích vô cùng. Này cậu có hứng thú không? Chúng ta cùng nhau đưa gấu mèo đi đi. À, tìm được rồi. Chị ta, đi xuống xe. Chị ta, lên xe đi. Chị qua để tôi lái cho. Không biết lái à? Đương nhiên là biết rồi. Ngồi đàng hoàng nha, tôi lái đàng hoàng đó. Nhanh thì chỗ ít thôi, an toàn là đầu tiên. Chạy đi. Trời đừng có lùi lại. Sao hả? Tôi thử coi xe có giống nhích không đã. Không giống nhích đâu có được. Đừng có lùi lại. Đừng. Cẩn thận. Dừng xe. Làm tôi quá thọng quá. Chỉ lùi lại không mà. Trời ơi, kỹ thuật này giỏi lắm đó. Đây, ông có biết lái đâu, để tôi. Hay chứ. Nhìn đi nha. Số 1. Ê, coi chừng, đừng chạy nhanh quá mà. Ông mập đó đánh tôi một phát cực mạnh. Thế là tôi ngất luôn. Tôi đụng vô cái gốc cây, bốn cái chân á, giơ lên trên trời với thầy. May là tôi gặp lại á, đồng hương của tôi. Đó là tinh tinh Chi Tà. Tôi nói tôi khát nước quá, y nhìn thấy tôi á hả? Y là thế này nè, anh em của y hả? Bà ai tới, mang nước cho tôi uống. Y còn kêu chung chó nhỏ đi lấy thùng nước đấy nữa chứ. Thế con chó nhỏ quô quô vài tiếng thì nào là gấu đen nè, hổ nè, voi điều tra hết. Nói như vậy cái đó mà đâu nà đang hẹn hò với lại Kentucky đó. Cái gì không hiểu. Nói từ nãy giờ thì ra bạn gái của y là Tinh Tinh. Nếu anh bị ớn máu, máu không ớn sao dùng để làm gì? Thế là tôi chiến thắng. Chị ta lúc đó lại hét lên. Thế là lái xe đưa tôi và anh về đây. Hay quá. Lịch sử gia đình của anh thật là oai phong quá. Phải đó. Anh thật là có khả năng tưởng tượng quá nhỉ. Voi thì dẫn bình. Sao anh cũng nói cha của anh là Lê Minh, mẹ là Vương Tinh đi. Phê lỗ à, anh mập ơi, trái này trái gì vậy? Trái gì, có ăn này ăn đi. Ăn một hồi sao tôi buồn nôn quá. Thế thì phải ăn nhiều. Nếu không mà muốn nôn cũng chắc cái gì để mà nôn đó. Phụ nữ có ăn là cười. Không phải đâu. Tôi thấy cái mặt anh ăn đồ giống như con lợn vậy đó. Cái gì? Tôi còn cảm thấy đúng là tôi ăn đồ hơi giống con lợn thiệt. Miếng xối quá hả? Không phải. Ít khi đánh trận.
呕咗几十次，胃都反胃。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 Muốn ăn cũng ăn cô trước đó. Vì sao? Bình tĩnh đi. Tôi qua bên đó hỏi thăm họ trước đã. Anh Mập hay quá hả? Anh nói cái gì với họ mà họ gật đầu đi gì? Chẳng biết đâu, tôi nói đại vài câu thôi, tôi phải về trả từ điểm mới được. Anh Mập ơi, nhìn như họ trả từ điểm xong rồi phải không? Các anh ăn tôi đi, tôi mập quá, nhiều dầu lắm. Ăn tôi vào hả? Thế nào các người cũng bị tiêu chảy đó. Chưa đâu có ngon đâu, đừng ăn. Trời, thêm lá bạc hà vô hả? Trời, ăn người kiểu vậy đó hả? Không ngờ các đời của tôi thế là tiêu rồi. Tôi chưa từng lãnh được giải thưởng, chưa từng đi châu Âu, chưa từng để tóc dài, chưa từng kết hôn. Xuống dưới đó, cha mẹ của tôi thế nào cũng sẽ nói này nói kia cho mà xem. Hay là tìm cách làm lại từ đầu có phải hay hơn không? Nếu như tôi được làm lại từ đầu, tôi sẽ mang giày cao gót, tôi sẽ kết hôn, tôi sẽ mặc áo cưới, tôi sẽ mặc áo cưới thật là hở vai, sinh con trai tên Handsome, con gái tên là Pretty. Anh bà bà, con anh, anh thấy sao? Đừng làm gì đầu tiên đi vậy cô à. Đương nhiên là không ăn những cái thứ trái lúc nãy đúng là đẹp lắm. Có ai, có ai? Ý thủy ở giữa lúc mặt trời thì hay phải không? Giữa đường chúng tôi xảy ra chút chuyện, cũng nhờ cô Kim Tử cứu chúng tôi. Hơn nữa cô ấy là thần y của khu sơn khu đây. Còn nói nữa, quý vị ăn cái trái đó có độc. Những người bạn có độc long tộc đã được quý vị đến để cho chúng tôi cứu đó. Ngâm lâu chưa được chưa? Chưa được, phải 20 phút. Như vậy mới có thể ép hết chất độc ra ngoài. Trời ơi, thêm 20 phút là chết chính luôn đó. Cô à, nếu mà cô lại tóc dài, thì nhớ định sẽ mua cái áo cưới cho cô. Nói tới áo cưới thì phải nói tới con trai lớn của cô họ ai là Handsome. Không được nói. Ai gì đó? Lý số đâu? Kia, đâu? Đó. Dạ rồi mà cậu vẽ trên tường nữa, thật là giống như con nít vậy. Để tôi nói nha, đây là tâm sự của Lisso. Em bị người ta đánh nằm ở đây cho nên quyết định á. Thu tinh hoa của Nhật Nguyệt, tập luyện võ công thì không sợ bị ta đánh nữa. Tối ngày cứ nghĩ đánh, đơn giản lắm. Lisso đói quá, nằm ở đây trong lòng muốn chiên cái trứng ốc lạc. Ăn không đủ á, ăn thêm nữa cái bánh. Sai rồi. Lisso là người thổ, cô đơn nữa đem buồn quá. Chẳng cái gì để giải trí. Cho nên khi mà có ánh trăng một mình đi nằm ở đây, giang hai chân ra, chờ người tình của y tới. Này, thế cái này là cái gì? Nồi nấu tinh tinh. Ai cha. Phong xin minh việt quang là gì si tây sang sang, cởi thầu mong minh việt là tay thầu si cụ hương lực soi si hương chân à. Thật ra Lisso bây giờ đang nhớ quê hương thôi. Lisso cầm lấy. Thôi đừng nghi ngờ nhiều nữa, đi qua đây đi. Đúng là chỉ có anh hiểu tôi nhất thôi. Người thổ mà cũng nhớ nhà nữa à? Người kỳ thị thế. Người thổ không phải người sao? Người thực vật mới không phải là người đó. Người thực vật là người, chỉ là nằm đó không nhúc nhích thôi. Chỉ kỳ thì nói bậy nữa rồi. Lưu Tường Nhân mới không phải là người. Lương Nhân Nhân mới thật không phải là người đó.
我对你哋作出嘅无谓牺牲。Thế sự hy sinh của ích của các người, tôi rất tiếc. Nhưng mà máu của các người không chạm cách của ích đồng. Tôi sẽ hiểu pháp, tư tưởng của Mao Trạch Đông, cách mạng chưa thành công. Thì anh em phải cố gắng. Câu nói này dường như là Tung Sung Sơn mà. Mao Trạch Đông nói Tung Sung Sơn nghe lớn thôi. Billy, vâng ông chủ có chuyện gì? Ở trong đó đông người lắm, làm cách nào có thể chậm được gấu mèo? Có cách. Chưa nghĩ ra nó có cách rồi. Nhưng mà đúng là có cách mà. Để xem các người có chịu đựng nổi ta phong quần hàm tiếu ba cái. Đúng là nụ cười của ông có thể hóa cốt làm cho người ta bị mê đó. Đúng rồi. Xong chưa đó? Xong rồi. Ôi cha, mỏi chân quá. Chạy máu, chạy máu. Sao rồi? Ông chủ, lần này chúng ta nhất định không thất thủ nữa đâu. Buồn quá đi à. Có người đi mau. Đây khó tìm lắm. Đây khó tìm lắm. Xin lỗi nha, lại làm phiền quý vị. Ở đây nè, cô tự vào đi. Cảm ơn, cảm ơn. Không có gì. 1, 2, 3 Một, hai, ba đèn, xanh đèn đỏ. Ui, cho các người gian quá đi. Mở cửa. Tìm ai đó? Xin lỗi, ô Ngọc. Xem đến đây vậy, tìm anh cực quá đi. Cảnh sát khu vực đưa em đến đây, khó tìm quá, anh không sao chứ. Chưa chết nữa, chết mấy lần rồi. Cũng nhờ có lấy xô. Ngọc, tôi chưa chết nè, lấy xô. Quên anh hai rồi phải không? Anh hai, anh không sao chứ. Bộ môn anh có sợ lắm hả? Đâu có đâu. Đại hội đã thay đổi đường thi rồi. Em đem bản đồ đến đây. Còn thi cái nỗi gì nữa, bỏ cuộc đi. Ây, điểm đích gần hơn, cách đây khoảng 200 dặm thôi. Thế thì các đội khác đã gần hơn mình rồi phải không? Đại hội chưa nào tập hợp lại các vận động viên. Đêm qua, chưa nào lại xuất phát. Trưa hôm nay, chúng ta không chừng có cơ hội. Đâu, xem nào. Xem cái nỗi gì. Chưa phải tìm được đường tắt. Để tôi giúp cho. Nè, nếu quý vị đi theo con đường này, đừng có đi theo con đường thi marathon mà đi đường nhỏ. Quý vị gặp lại đại đội ở ngay trạm này thì có thể tiết kiệm được mấy đồng hồ. Được đó, không được. Thế thì chơi bịp rồi. Thôi, như thế thì vi phạm tinh thần thể dục thể thao. Vì một chút tiền thưởng, chúng ta phải chơi như vậy thôi. Một mình cô không đồng ý thôi nha. Chúng ta quyết định thiểu số với một cửa đa số. Các người thấy sao? Chơi bịp. Em cũng vậy, tôi cũng đồng ý luôn. Có nhiều lúc thì chơi bộ phòng tiên cũng không có gì quá đáng đâu. Không quá đáng thì chơi. Được. Muốn chơi thì xuất phát ngay. Không cần phải làm như vậy. Cứ ngủ sáng là mai dậy sớm. Đi. Trời ơi, lại thất bại rồi. Billy, có cách nào nữa không? Ông chủ, nếu chúng ta tấn công bề mặt không được, hay là chúng ta đào địa đạo để ăn trộm còn gấu mèo ra thì không còn ai biết. Cái này hay đó. Đúng là không ai biết. Nhưng mà ông chủ, kế hoạch này ít ra phải đào tới 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ là trời sáng rồi. Thì cũng tốt vậy. Đồ ngốc. Nè, đồ ngốc. Dùng đầu óc đi. Mặt trời ra thì coi như là không có trời sáng. Mặt trời không ra. Làm sao để mặt trời được ra đây? Gọi máy nhắn tin kêu ông đừng có ra. Đồ khốn kiếp. Gọi là không trả lời sao? Chưa gọi làm sao biết? Không trả lời. Gọi càng không trả lời thì ta gọi cho nổ máy. Đến lượt người đào đi. Đến lượt người đào đó, nghe lên. Đến lượt đi. Đi.
trời ơi đau quá. Thiên con lắm à. Trời sáng rồi. Hey, Sơn à. Vậy thôi, trời sáng rồi. Mau mau đi chơi biệp thôi. Trời sáng rồi. Đâu xem nào. Mới ngủ thôi mà. Trời còn tối mà. Kỳ lạ. Theo cảm giác tôi lẽ ra là phải trời sáng hầu rồi. Thế à? Sao kỳ vậy? Vậy đi, xuất phát, xuất phát. Ủa, tôi chấp bố mày à. Nè, đồ của tôi nhặt xong chưa? Anh tự dọn đi. Anh làm anh hai, lười biếng quá vậy. Ăn đồ đi. Anh Mập à, mau ăn cơm đi. Không xin, tôi xử lý à. Không ăn cái chuẩn bị gây đó nha. Phải đó ăn rồi hẳn coi. Ăn. Ngày thường làm như nghiêm chỉnh như vậy, thì ra là cô ta bắt đầu động lòng rồi. Tụi con trẻ làm chuyện phô lưu sĩ thế. Thật là xấu hổ cho mãi già của chúng ta. Làm nhục người Trung Hoa của chúng ta. Phải đó, lôi đi sửa bắn đi. Thôi đi, các người đừng làm nữa. Mau ăn sáng rồi đi, xuất phát. Ăn sáng mau. Ê, Kim Tử. Con không ăn sáng à? Tụi con phải cho mấy con gấu mèo ăn trước. Mấy con gấu mèo của tôi đâu rồi? Ê, lửa cháy rồi nè, mau cứu hỏa đi. Không phải lửa cháy rồi. Có người đào đường hầm để ăn cắp lúa mèo của tôi, còn không ai đuổi theo. Đừng, ở đây có hơi đập, mau rời khỏi đây chứ đi. Trời sáng quá vậy. Hèn chi trời không sáng, bọn người này che như thế này. Là bọn người khốn kiếp đó làm đó. Lý Sơn, đuổi theo mau. Cuối cùng là lấy được rồi. Ta còn phải sanh con với họ nữa đó. Cái gì? Sao con như gấu? Sao rồi? Tôi ngửi được cái mùi mấy con gấu mèo bên kia kìa. Đại ca, lấy sao tìm được rồi? Ôi tránh ra. Nhường ra, đừng nhường đường, nhường đường. Tôi nhanh nhất. Tôi nhanh nhất, tôi chạy nhanh nhất mà. Anh Mập nhanh lên đi. Tới liền. Chờ tôi với. Tránh ra cho chú qua đi. Trời ơi, như thế này lòng quá. Cái chuyện nào xong, vượt qua đi. Vâng. Quay lại, mới đập mươi sao. Đi nữa không à? Không nổi, chịu hết nổi rồi. Chưa biết tìm người nào cõng tôi. Hay là cái này cho tôi ngồi. Này kia kìa. Mau đi. Kia kìa, chú tôi xuống trước nha. Thôi mặc kệ anh hả? Anh hai dậy mau đi. Cản đường nó hả? Tổng cho họ chết đi. Điên rồi. Chúng ta đến để bắt gấu mèo đâu phải lấy mạng người ta đâu. Chuyện độc ác gì cũng làm được hay sao? Lùi lại. Nghe lại, tất cả lùi lại. Mau lên. Cái
dừng xe, dừng xe. Không cho họ đi đâu. Đừng để họ đi. Ông chủ làm sao bây giờ? Bọn này ăn cắp chú mèo của tôi đó. Vô lý thật. Quốc Bảo mà cũng dám ăn cắp hả? Cái đám hòa thượng này, rượu thưởng không uống rượu phạt. Người nào dám lấy gốc mèo của tôi thì tôi bắn ngay. Để cho các người đây nằm nghỉ đó. Chúng ta có thiết y sạc. Để tôi đưa người về nhà nha, đừng sợ. Dừng xe. Này này này, tụi nó chạy rồi kìa. Hai ma không có cứu được, gấu mèo thì mọi người chết hết. Sao còn nói gì nữa, mau đuổi theo, nhanh lên. Anh Mập, sao bây giờ anh giữ cái gì? Nam nhi vì quốc gia, chúng ta cũng phải giúp một tay chứ. Anh à, đừng có lắc qua lắc lại có được không? Tránh ra, tránh ra. Mà tránh ra đi. Cái lộn không vậy, lấy xe cái gì đó. Đập thắng đi.
cẩn thận cẩn thận. Ui, thâu hồn máu thả à. Kìa, tên trộm đó kìa. Màn đi à, hồn sao phải à. Cẩn thận đó, cái chuyện bị phạt mà. Đi không sợ chết, ta sợ chết. Cô chừng con ngấu mèo của tôi. Sao trời chạy càng nhanh vậy? Chắc là mình đến thế giới cực lạc rồi. Ôi bay. Coi chừng nha, ta dở xương đi. Coi chừng. Nhanh lên ta đấy hả? Phạt thôi, phạt thôi. Ôi cưng ơi. Chúng ta lại gặp nhau rồi, vui mừng quá đi. Lo mà. Tốt quá, tốt quá. Ai vậy? Cái cháu là lấy xô rồi. Kéo lấy ra đi, nhanh lên. Lấy xô, anh đâu? Cái tên cướp kiếp kìa, cướp bắt con gấu. Mau đuổi theo. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Hả, cũng vậy cả đi vào lẩu cãi. Trời ơi, quá, người lại nghịch nữa à. Này, 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 đừng đùa nữa, đừng đùa. Chứ đừng có thời gian đâu, đi mau. Đâu có phải đâu. Chú hộ tấm gấu mèo. Đến đây biểu diễn. Quý vị có thể giúp tôi một tay. Để đưa con mèo này lên đây đi. Phải đó, đưa gấu mèo lên xe. Nhanh lên, nhanh lên. Cảm ơn, là phiền quý vị nha. Cảm ơn, cảm ơn. Ngoan, ngoan. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Tạm biệt, tạm biệt. Cố lên, cố lên. Tránh ra, tránh ra. Làm ơn tránh ra, làm ơn tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Nhanh đi, nhanh đi, đuổi theo có kịp rồi. Thế còn chưa đuổi nhanh nữa hả? Giỏi quá em chạy đi. Thôi mình cứ đóng. Xài xài con đi xong kì. Ôi thật là phí sức của tôi rồi. No, bị ta bắt thêm mà. Các người làm như vậy, chơi một chút cũng được sao? Ôi, Billy, tụi bay cũng ở đây hả? Chà, đội nào thắng vậy?
肥佬啊，一心为利是图，今次做翻件好事，觉得你丁赞林有冇转到？感恩啊，同埋钱一样可以令你生得快咁嘅。感恩整灯又感恩嗰啲系特啦，而正谈论你哋未，你哋捐助俾我牛哋，摆捐会度，到嗰度，到呢度捐咗1,000,000咯，噏乜嘢？系咪捐到再？都捐林嚟再？捐100啦，捐100啲。喂，你将来有咩计划？tương lai có kế hoạch gì? Kế hoạch là sinh con. Anh Hoa, giúp quý chị một tay. Nói bậy à? Kim Chi, Kim Tử. Em chuẩn bị viết một tiểu thuyết. À được rồi, đem đó cho coi. Tiểu thuyết, trinh thám phải không? Không phải. Văn nghệ, không phải. Tiểu thuyết tình yêu. Thế à? Chuyện hành chính tà, không lấy gì đâu. Trả lại đây. Nè nè nè, cái đồ không. Đã triệu bạc. Nếu mà lấy có một chút kia làm sao mà sắp nữa cuộc đời lại. Anh đi về Nam Phi đi. Người không có tiền không có, về Nam Phi đi mất mặt quá. Vậy hả? Ở đây có nhiều cô lắm, chọn lại một cô đi. Thế chọn cưng được không?